Hello, xin chào bạn nha. Đây, mình đang quay được con kỳ nhông ở trên cái cành dừa. Đây, cành dừa này các bạn. Đây, mình sẽ quan sát kỹ các bạn thấy nha. Con này là con kỳ nhông cái các bạn. Đây. Mặc dù có sừng nhưng mà sừng rất ít là nó lặn xuống rồi. Con được thì trên sừng và trên hai cái mắt của nó hốc. Trên đỉnh mắt nó sẽ ấy nha các bạn. Sẽ có sừng thêm nha các bạn. Sừng sỏ hơn đây. Sừng trước thôi các bạn, sừng sau đây. Con này cũng mập mập như các bạn, đây và phần đuôi rất là dài các bạn. Đó. Đây, con này cũng hiền đây, chứ là mình sẽ sờ đuôi nó các bạn đây. Đó. Rất là hiền như các bạn, không vấn đề gì. Đó. Kìa, có thể nó bất động rồi. Không phải có giá đâu các bạn. Đấy. Nó có động đậy các bạn. Đấy. Có một cái đuôi nó đây các bạn. Bye bye. Đi ngủ đi. Đó, cho nó đi ngủ các bạn nè. Hẹn gặp lại các video tiếp theo nha. Xin chào.